Vùng dâu kêu múa tỏi trên hâm, múa tỏi ngã mạng thời trình có miền và diêm đài truyền hình Việt Nam nhì. Múa tỏi trên hâm diêm tại vùng thành phố Hà Nội, sông Mai dệt tế phường rối tầng xế ngâm chiếu công, vườn chám này bếp hang chiếu diêm rú vâm. Khố mại độ tóng lăng tế tiêu thị trấn Đại Nghĩa huyện Mỹ Đức mài dệt thành nghệ thuật rối diêm gai mài lệnh, tốt miền dân xây côn cấu ván kháng nhét bếp mài ốp tế rối tuồng này bếp dệt thành diễn sướng mài lệnh xếm mài khai nòng tóng mài tú mông múa tỏi chết chuồng lo hiếu mình ốp thành rối gai diêm tế tiêu diêm lệ trình đi khỏi nay. Dối dầm gai tế tiêu đã bắt chút giấy ghé nay bài tháo bề bách kháng dệt thành sân khấu nái để xếp truyền diễn nang út tế tuồng kết chuồng kéo kháng bay mình nhôm tế hang kéo ảo thuật dêm út ban lầu đã tốt múa tỏi dêm cóm có tóng bằng ói bề có kháng dệt trên chút bách hình chụp vấy dệt trên chút bách hình chụp chết út thành sân khấu nái tổng xếp mại ván kháng bé út thành tối cai phường tối tế tiêu tổ thêm mài tết tối diêm vầm kế bách biểu diễn làm y thành nghệ thuật liều buôn biển dần mặn tàu xích gang bài tràm tiểu viện thiêu đà mài ban dối cai tế tiêu mảng xe khang mới sổng mài tàu bách biển có kháng chú triệp nghề dối cai ánh tu liệp mài kháo mài tiểu cháu diêm út tế nghệ nhân hăng lên năng nhượng phạm văn bề căn này tế nghệ nhân khỏi tàu chuẩn giáo buồn tế toàn phun khoi chốt diệt khang giang buồn khác gì mua dối nề chá dối gai tế tiêu bến chàng diệt tiểu công văn quá diêm cộng đồng biển dân nhu lăng nhất bây diêm có dồn tầm khồi giảng kháng còn dần dối gai vai bếp vông bê cú tế tiểu trình diễn tổng hát kỹ thuật đều tàu căn vắng mài hát nghệ thuật đều bếp xếp trò kéo nghệ thuật tàu vắng này nom dối kéo kỹ thuật điều khiển diệp bếp phạm công bằng đàn biển làng tế tiêu năm tống bài cốt môn nghệ thuật múa rối gai tế tiêu mài tò diêm miền can nghề nãy bếp can hỏi sống bái dễ tóc mạng tên miền cố dùm nhu lăng nhất bây diên nhi tè này bếp cố đàn kể nhân phạm văn bề đàn biển đà u ba cấu tế nghệ thuật trùn bùn dìa căn ú khít sống phái bê tổng bài chám tiểu toàn niệm nắng bê ú khít dìa trắng mài pan cú quấn hè dê bột dê như tè kêu có lạnh có tỏ dầm nhu béo coi chiếc cổ điện bố rối há này dê tổng khai mài viện hơi dê muốn đều bách dê tổng tháo đều bách mặn cái này dê cô bằng dê béo để bài kỹ thuật rối kết cố tập đầm mặn mẹ đã bé mảng kháng bé kháng bình mảng kéo kháng đi bố cháu trên hiệp mẹ dối cai tổng trên bé khổng hằng ta kéo chiếc buồn xin can hỏi tổng bái nên bài viên hết nghệ thuật trình diễn này bé kháng lầm phát liệu giáo búa chiếc buồn xin tổng trên tức mảng dạo giếm út kháng ngắm mấy bài chám thành liệu mảng kháng đi trá là chẳng trên chiếc khấu chiếc buồn tức mảng dưới tổng hai bài cói dưới như béo tổng bài canh lào khoai đã cuốn cấu này tế nghệ thuật mẹ này tiêu ánh cào chấu phun dê chế ói mình căn nói thành chào nói cò dần đi trá tổng xe đà mà chấm thành đi chấu phun ảnh hưởng mẹ tỏ bách chưa bỏ tháng cố thành chấu xào tế nghệ thuật dân gian nay vẫn chế mày trái buồn cu có khang nhất bê thống biển lún dù chế mảng chào dù xe túc hồ tộ diêm nghệ thuật dối tế tiêu mài lầm hang con trèo con văn kiếu bếp chống quân này bếp nồng căn hang buồn dối tế tiêu mài trăm tổng xe kháng con có thành dung tổng xe tú vậy nên mảng bệ căn có khang mảng bệ căn này tiểu công ói con tháo dối tế tiêu tổng xe mài bền viền quý biểu diễn hang hái buôn mài khò diêm hát tới trò diễn hát này bé mặn mình kháng bằng dạo bé nịp bộ phí chốt tới kịch tổng chế kết mình kháng giáo búa ghề này dòng bé mài tiểu trên bằng diêm út hèn coi con mình tế tiểu lống và bé mái lống diêm xã hội con mình tế trò diễn tổng với con mình buồn trăm với mình chuẩn kháng tế tiểu chiêu kiểu tế tiểu xuân dù bế mặn, dù bế hăng khẽ, táo bố buồn mùi miền, nhét bê ô thóng miền lún.
Nhất bây giờ phát triển bé trò diễn này, mày quý nghị chiếm tích trò này bé cô, dối tuồng tòa mình căn vắng chiếm dối gai tế tiêu. Dối tuồng này bé thành diễn sướng trên sân khấu. Đặc biệt của rối tuồng tế tiêu thì hãng tiểu mạch lệnh châm út rối tuồng tế tiêu này chứ bất tổng hoàng buộc thì trên bếp đỏ lưu miền cố mình đàng đà mài tế chế này tức mạng nghệ thuật tuồng kiểu bất ói tòng nghệ thuật tuồng biểu nghệ thuật múa rối kết trường nhất bếp châm út tống hát tế vũ đạo tạo phắng đầy tạo rối tuồng để tổng khả lệnh kiểu các u tạo huyền tầng nắng bay mình tàu vắng này và đại miền vắng kéo bay tế lôi khấu chỗ buồn nề nhất bay kháng u tế bù cháu buồn này tàu dối này đều khác cháu tế phú đạo để chơi ai can nghệ thuật tuồng miền diễn đặc khâu mẹ tỏ anh dối thêm để anh cào chơi khâu. Hôm nay phường ta sẽ tập luyện một cái trò diễn, đó là trích đoạn trong vở tuồng Sơn Hậu. Thì trước khi vào cái trò này thì mọi người chú ý này, dàn nhạc là tôi sẽ đánh một hồi trống. Đấy, sau đấy sẽ kéo một cái làn điệu tuồng vào để dẫn vào. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình nhé. Nếp với tế tiểu mà lệnh thì tổng bình căn tế tiểu buồn khâu. Nên nhất với mình biểu diễn nghệ thuật. Với khám diễn dối tuồng, bếch diễn nên tổng bếch chấm muốn khiếu mình nghệ thuật tuồng. Này hít bếch diễn tế vũ đạo có tiểu công chấm tạo dối. Bếch tế nghệ nhân biểu diễn chấm khiếu mình vũ đạo. Hát này chi bếch biểu diễn tụ. Nghe này tổng chấm bài khác nêu tụ này tế tạo dối tế bù cháu. Này bếp mài kháng bì bù cháu tổng bếp biểu diễn điều điểm tế bia này bếp kháng biểu diễn để tổng bếp chẳng khăng tập luyện mát chế bếp diệt y khỏi bếp diễn tụ. Nàng ú bộ môn dối tuộc này để tổng bếp căn tàu phắng tháo diễn bùi biển diễn hát hái vốn nỉ con túc pháo bến đại thành nghệ thuật tuồng nét với nghệ thuật đi thoán kéo nghệ thuật múa rối chấm biểu diễn hát hái vốn nỉ vũ đạo chay đỏ này tuồng dòng mài trèo nỉ anh cào mau tới chiếm mảng tế bồ cháo liều bếp biểu diễn hát hái vốn biển mảng biển này trò quý hang bay miền. Dối tuồng thì kết trường kéo kháng bộ môn con tuồng trầm vũ đạo kéo tàu phắng mạng tháo khăn diễn hang cái nề trên nề khò kéo nang cô tế câu con tài ngài bé kháng con tháo khoảng con và khoảng con vũ đạo bô cháo chấm với mạng đỏ chết nai tài bé chấm nải tới mài đỏ nhà ngươi để giải lâm nguy thù hoãn những cái lắc đầu này những cái vũ đạo tay chân này cái này con cháu kháng hái tổng bếp bu cháu chuốt ây căn này cháu và con mình bu trăng bay chấm trăng bịa. Cái này mời bún trên này mời bình hái bếp kháng tỏ tiếp bánh bình cái này ú khí chốt lệnh bếp tổng chấm chấu bún nì chốt tế miền phắng chốt nay chấm bất khả lệnh duấn chấm khả lệnh buồn khác tế tướng dâm này chấm bị can mùi biên trắng bằng giờ tao dối này nì tổng sẽ mài diệt phắng lệnh
người khỏe thế. Diễn tuồng trong của rối tế tiêu thì cũng phải nói cũng không phải là quá có nhiều, nhưng mà hát diễn tuồng diêm úc phường rối tế tiêu này tổng mất chế bách trăm tàu bách nỉ chá liều bách kháng úc khôi mày tới trò diễn diêm có lần biển cố với mấy cảnh mày tàu bách đảng khôi biển cố tổng bách mày trăm trò nề hát bê ú tế có mình lù khôi câu để tổng nồng trón để mình biểu diễn cho quân bố tỏi tráng tháo tế công diêm có lần ảnh cùng kháng trần quốc toàn chốt trận này bé kháng úp bái công khởi nghĩa vài bé thạch xanh nhất bé kháng ánh dệt tại tuồng sân hậu này bé tổng tốt khôi này bé kháng dệt buồn tuồng đi xếp bài lầy bằng bột dệt nhớ mình kéo triều đình này bếp cố diệt làn biển tướng nề chết mày côn hiểu trời nề chết trống tế tiểu châu liều bếp cấu bài cố đào cúa tiểu chàng công châm dối tế tiêu này bếp cố tuồng sân hậu thành công của dối tế tiêu là nếu này mổ biết tôi đây tiêu động kim lên. Quy trình làm nhân giới để biểu diễn thì vẫn theo truyền thống các cụ là lấy gỗ sung. Lấy gỗ sung tại sao lấy gỗ sung? Gỗ sung đặc tính là nó nhẹ, không nẻ. Mà lại dễ. Úc Khang Chấu hát tạo dối này vẫn sẽ ây cắn ố lù khôi biển cố nồng hay thành điếng với phần nồng. Tháng đi bua khều chéo, úc khóm sung này đi chết chuống mày ngày kéo bên này khô xếp, nhét bên này hình. Hôm nay cháu tức tạo cụ rối, người này dịch tế đáng khả lệnh tổng bất cháu tu tập với cháu kháng ô tế bại thành hạ. Dòng mày có cháu can rối đáng. Bác hôm nay mẹ tàu phắng bác ấy càng tháng cô tướng cô phắng có mày dìm tiểu câu. Này bác bố con cho can tế câu cho tài mạng ca miền lính, miền u chiếu và bác miền xuẩn. Trên này bố chết cháu này tế phắng bôn thị hang miền trớ chuẩn bầu để chết bằng chuẩn trình điên để chấm phăng tò căn út tế vần mài vần bé bịa mình liều út hít miền bằng tông puột hang bên thì chết tiền mảng miền phắng bé hiu này bé khái thành miền đầu phắng tóc mài năm hiền bẹ hít bé chi tháo bù cháu cháu hăng hái buồn nỉ tốt mày kháng bành mày khò. Càng này ba anh cháu buồn lùi khấu. Cháu lùi khấu tổng ây căn kháng buồn biển cháu chốt. Cháu hăng hái buồn nỉ khò bằng ruồi. Này rất bến tràng kháng kiệt tạo cháu sung đều buồn kê nhân tạo mình biểu diễn tốt. Chiến với khác cháu khai tạo dối cho tổng khai cũng phải thăng tổng mày quến. Mày tạo khác tổng mày căn lệnh diêm dối tế tiêu này bế khang ô láo trưởng và làn biển cố mà chốt diêm có tiểu cấu diêm dối. Này bế chia bột hai tráng và diêm út lăng, mày khôi trường vai bế tranh thán làn biển cố biển tức xiến. Mày chốt tổng mày căn tế tiểu khang bê trộn không buồn biển mặn, vai bế liều diệt tầm khôi tức mày xiến để buông muống và dối tế tiêu xuân đáo trận đều bếp kháng tàu con, kiếu bếp tháo, chốt ô nài và mùi biển có bị phường dối, chia bỏ lát trận bếp chia khai trắng nhất.
nhân vật Lý Thông này thì hai nay tạo Lý Thông nói về tổng trọng phán buồn hăng về mối tiểu câu thạch xanh tái của tạo ô tổng năng chế tàu phấn bên niềm bằng chế kháng với dịch tàu biển này sẽ mặn cháu tế tiểu mái lống này biết vậy nói làn biển nói để chê nắng mình mải tiêu này biết phiếu kêu kháng ú phẩm nắm liều biết mải đu biển dân liều mải cho căn tế nhọn tròn đầm biển và bên này chê mặn căn biển hiếu lống bên này chê kháng u mình lấu biển cha bong nì mằng khác nó biển phắng đại khiêu với miền trên mái chiên mẹ dối tế tiêu bài tiểu lệnh đại bách thành nghệ thuật để xem có dùng mằng bài trăm thành mài tuồng mài trèo mài liềm có ngũ trầu văn mài lầm chống quân căn tế tiêu bài trăm hát này bếp tàu phắng kéo ánh thêm đại bếp dối gai bột tổng hát trò tốt mình nếu như phắng vần bếp dối tế tiêu tàu bếp anh tàu dìa vâm để tổng thiết biểu diễn tốt ói tháo cho bột tổng ánh bài tế trò kết chuồng dâm lầm đốt vâm lầm gai chuồng diệt hít liều bếp tiểu câu để chế mài trăm tiêu buồn miền ói mằng sắp tới đây chúng tôi sẽ có những cái trò diễn kết hợp cả nước cả cảng cùng lúc để có một cái câu chuyện nó phong phú hơn và nó có sự bất ngờ hơn. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi nghỉ khoai cho bôi tổng bài trật dồn trồn giáo dối tế tiêu tế phun đã bê cô mày nhau kéo liều bắt tổ mấy cánh mày phường dối tế tiêu nì chá mày chịp bếp làn biển biển lún nhất tổng bếp nghề phạm chịp liều ổn tình tức dùm diện trên làn biển tổng mày trên nghề lành liều mình lo nhận kéo bếp cuối này tế dối hiện kháng phường dối tế tiêu liều khoai có lớp giáo nghệ trồn giáo bôn có lớp đều mảng khiếu múa dối bôn họ sang kiêm tệ bùng đều ánh lo biển canh gang đều giúp mình có lớp tổ khang nay tổng lanh túc mại tiểu chuẩn tổ chiêm có làn cỏ xanh dùng chuốt dầm làng dối buồn xin tế phun này tổng tòm bị căn hiếu ói kiếu mài kháng tế dối mài chạm cáo có thành màu dối tế tiêu khái khôi căn tàu phắng tổng mài tế mằng khùng mằng tìm cứu kháng tế bù cháu chấu kéo bếp âm nhạc vũ điệu cào mằng túc bữa đỏ găng có chẳng khổ tổ này bố dối tổng bong tế phun này bếp kháng diệt bộ môn liều bếp chiếu giàu khổ liền tiêu nằm chấu kéo bếp bồi dưỡng thêm tế năng khiếu nghệ thuật xím cô kháng tế chiếu giàu mái bến diệm ốc bàn khốn hề căn tế khỏi xanh cấp diệt buôn tháo có làn biển tổ cấp y cấp bu bằng căn tướng kháng biển bếp nghệ trên bài ố tiểu kéo giáo cả lệnh thế bản hiếu xếp tổng bếp tốt giáo bài ánh cào đô dòng mày cả lệnh tàu tốt giáo dưới mức độ đều bếp chéo giàu tế phun dâm tế tiêu khái làn biển tổng chi hiếu chéo nải dối hình kháng việc có ban kè các tế khỏi xanh chưa muốn hai tổng thông báo tháo họ tổng diêm tế bung liều khoi tế lớp giáo nghề mấy liều nhận trình bún tế phun tháo nay liều bếp tổ tổng hát lo khiếu tháo nay môn nghệ thuật nát diêm tế bung đã tức siêu lên với di sản bẹ ói di sản hai túc ba cấu chấm bài có tiểu công tế lớp chuẩn giáo tốt mài đỏ liều bếp chuẩn bún trình tế phun ói mình nghệ thuật ây cần diên này đi chết cấu tốt mài lầu truyền dạy là cụ thể hơn để cho cháu một số cháu thì nó yêu nghệ thuật nó sẽ theo thì tôi nghĩ là sẽ giữ được nó lâu dài. Tại chiếc dồn túc giáo múa rối bài cáo bài tò bích thế đại đã với mài quyến kiếm nghệ thuật múa rối
tướng kháng tiểu đã bắt mạng vượt nơi lần biển chế đảm bài nhau quay. Em cảm thấy lúc đầu mình còn hơi khó khăn, nhưng dần em được... Nói bây tử dứt dồn cho mình biểu diễn kéo chế tổng khai khỏi tàu bế khâu, tàu bế liêu lào mình bế chế tổng. Tú cô thầy bằng giáo buôn chế tổng chế đảm bài quyến. Dư tổng hay tạo dối nái để trên chiếc khăn bế màu, để chiếc khủng mặn. Ủa khít dâu cho mũ kìa bằng tế bác bố dư mũ nhu biểu diễn dư tổng hay. Kiên bế khai mày có hình cháu căn. Như bố tổng hát bế chuộng kéo tạo dối này, chế mình căn thác tế nhịp tế nhạc mình. Dư tổng ánh khổ điện thêm, đều bế bố dối. Đầu căng tài chuẩn kiếu có làn phép diễm phường nay mình biểu diễn buôn út tề buôn đều tự thăm biển hiếu tháo. Mày can hăng tế tiểu con tháo dâm dối gai tế tiêu tế chỗ tàu con tháo đại liền kiếu tế nắm với biển bằng viên bằng lống ruồi chim chìm dần chim biển dân chớ chuẩn màu lắm quý mà chạm khăn phấn gắng tế tiểu siêu chó tài kéo bắt chấu canh biển tế nghệ thuật trà bến chàng tế tiểu mài tốt màn tỏi diêm út thành nghệ thuật dối gai tế tiêu hát tế tiểu mài chim này thì tổng xếp vận liền kéo tế tiểu tổ lây chim biển dân dưới chuồng biểu diễn bối rối nên mà phát nghỉ chụp kháng mẹ làm tế trò tế kháng vai diễn chụp phường dưới tổng lành tu cáo không nhất này biết rối tuồng vậy chứ rối tuồng cháu hăng hái biểu diễn tốt làm bù làm cháu này biết phú đạo khâu kêu bếp chấm cổ điện cào lao liệu bố cháu tốt chấm bếp mày lao quý bếp kêu tế trích đoạn khỏi lệnh như bọn xin tổng chế ói nên môn nghệ thuật này kêu chưa nhịp biểu tổng bài tế phun mình can tế tiểu ói tháo chấm chiến hai p có làn biển chiều quản cháu kháng khái chấm dỗ tốt mài khổ truyền cháu kháng khái cào hoài cào mài phán kháng mình cô thêm rất là may mắn cho phường rối tế tiêu trước hết là cái lịch sử truyền thống trước tiên đó là một cái phường rối xuất phát tổng hai buồng lống buôn phường rối tế tiêu đang khít này với mình còn đốt đang tài bác phần dối bài căn dịch béo biển nghệ nhân Phạm Văn Bề găng tài tốt nhu béo lanh bài tiểu mạng tháo chiếm có cấp ủy đảng chính quyền dối tế tiêu buôn thân nị chá tốt văn kháng nhất bây giờ tiểu văn kháng dịch phần dối tế tiêu tiểu mạng tháo chiếm cấp ủy đảng chính quyền tổng thêm bài chạy mức ai căn cúc hiệu trời cháu căn cũng nghị quyết trung ương chiếm pham chiếm đảng đảng hoi với nghị quyết trung ương pia mình phán kháng văn hóa lào hoi kéo nhất với úc nghị quyết trung ương đảng dồn chiếm pham đã con đỏ bình phán kháng công nghiệp văn hóa cuốn cấu phán kháng tế tiểu văn hóa lù khôi đảng chính quyền đảm bài tế chủ trương mình thức mài chơi liều với anh điệp cháu căn tế tiểu văn hóa diệm phường dối nay chính quyền tổng thích khôi bu biệt phái công cán bộ thuyết viên chuẩn kiếu phường dối diệm bút khang phán kháng buôn thật trá bếp nghệ sĩ kháng kêu bình chấu bếp tế buôn tổng chức mại có khang bình đầu tư nắng bếp đầu tư thế liệp khóa bền mình kháng thủy định kiếu bếp mai có thành khóa nồng đều thánh buôn phường dối trong khang tập luyện tổng hăng giáo tế kể thống có làn biển diễn viên lún liều chấu căn tí tiểu mài căn trói dầm lù khỏi phiến biển buôn tháo nị chá bất tiểu thuyết các cháu trong phường tối đã tò bài tế chàng công bài tình giảng chính là nghị diệp giết phường tối tế tiêu trên tức chiếc lành danh kiểu di sản văn hóa vì vật thể cấp quốc gia khoai căn này bếp vườn ánh đền tạp cho căn tế tiêu bằng trói này tò tháo tế chết một mối dối bằng lành tò mình căn tế vắng đủ khôi tò tháo buôn biển bằng hát ô tế tiết mục chiếc khủng mằng mày lây trường kiếu giải khai văn hóa văn nghệ diêm tề bùng văn kháng buôn thảo nì khôi những cái tiết mục hay ý nghĩa để cùng với phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương phát triển cho đến ngày hôm nay. Thật sự ra là cái chuyên nghề này thì nó không mang tính chất rõ rệt về phải học
trên bên khác tiểu câu để giáo nghề nai bên để tổng mái tòm bình căn hay tiểu bằng bột đỏ chấm bếp tổ vai bếp áp tổ nề bếp thay mái ói vai bếp mái nạ nắng dìa chia bột chia như tem bình biểu diễn chia tổng khai gói anh khô chia tấy chia tổng bếp giấy chỗ này dối giấy bình biểu diễn buồn về miền bằng ca bếp hít mình tổ sâu tổng bếp chủ tiếp bạn chớ tới kịch dâm tới tiểu câu chớ tức tổ này bếp này tổng cành hai trắng liêu bếp lòng bình hô pháo mình tổ tổng bế mày hắn nồng áo tổng bếp chớ mình lo nhận tổ bếp này đà tổ mình canh chớ hai tầng bếp hiếu bếp tháo này chá chớ hai khiển bú dớ bếp lành biển cấu tu tới tiểu mày canh lào kêu bếp ngâm khói quán dâm tới tiểu biển cố liều tài dớ tổng hai viên hay cho đảng có chàng bằng tháo này bếp chế tổng chế ánh chốt khá liệu bác cấu chuẩn giáo bốn có giấy miệng can gan càng cảm thấy là cái nghệ thuật này tôi càng phải giữ lại và sẽ truyền lại cho các thế hệ sau này giữ được nó mãi mãi. Nhạc út tế tiết mục dối gai phải chính biển chất chuẩn bầu điệp báo nghệ sĩ dối đại biển chất chuẩn bầu đầu chốt này tổng chính bếp kháng biển chuẩn bầu diêm út khí trang Việt Nam liền kéo tới quận chấu liền bèo chuẩn kéo này bếp tiểu nhốt ói bái bài khái tàng liêu diêm có làn biển nghệ nhân này bếp tiếp vắng bài chấu tức khổ mạng buôn cố thành dối diêm tế tiêu.